Ở tập trước, mọi người đã mở ra cỗ truyền tống trận. Ngay sau đó, tất cả mọi người cũng vào bên trong truyền tống trận tiến tới cổ thần chi địa. Bên trong có một mảnh bình nguyên. Giữa không trung của mảnh bình nguyên này hiện lên một quang quyển hình tròn. Bên trong chỉ toàn là một màu đen không thể nhìn rõ. Dưới quang quyển, đột nhiên lóe lên từng trận quang mang. Sau đó 7 thân ảnh hiện ra. Ngay sau đó ở trong cổ thần chi địa xuất hiện một con quái thú. Đó là một sinh vật mình rắn cực lớn. Kích thước của nó chỉ nhìn ở chỗ u quang hạ xuống cũng khoảng mấy ngàn trượng, bề rộng cũng phải tới trăm trượng. Cả thân đầy lân phiến màu đỏ, dưới ánh sáng màu xanh khiến cho thân thể của nó càng thêm quỷ dị. Cái đầu khổng lồ có 9 cái sừng, răng nanh dày đặc, nhe ra khiến cho người ta ớn lạnh. Nó là một loại thú hoang, tu vi tương đương tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn. Cặp mắt khổng lồ lạnh lùng của con thú thần rắn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, gầm khẽ, thân thể của nó đột nhiên nhấc lên sau đó đè mạnh xuống. Một đòn này khiến mọi người cảm thấy như là bầu trời bị sập xuống, một luồng cuồng phong từ giữa không trung bỗng nhiên ập xuống. Vương Lâm không nói một lời, vỗ túi chữ vật, tung ra một đám ngọc phù phòng ngự. Ngọc phù loại này hắn có rất nhiều, sau khi giết người đoạt bảo, những loại pháp bảo cấp thấp này vô số kể. Số ngọc phù đó hóa thành tầng tầng lớp lớp quang mang, trong nháy mắt bao lấy thân thể của Vương Lâm. Hắn bình tĩnh phóng sang một bên ngay trước khi cuồng phong hạ xuống tránh thoát. Cùng với lúc đó, cổ đế Lục Dung Ma Quân liền dừng lại, không nói một lời. Trên mặt của cổ đế lộ ra vẻ nghiêm trọng, từ túi chữ vật lấy ra một cổ chung. Cổ chung sau khi xuất hiện lập tức hóa lớn, sau đó nó rung động một cái liền phát ra tiếng chuông vang vọng. Một vòng sóng không khí lan ra, những tảng đá bị làn sóng chạm vào đều vỡ vụn. Lúc này sinh vật thân rắn kia uốn người một cái, quay đầu lại liền đâm thẳng vào làn sóng. Nó gầm nhẹ một tiếng, miệng phun ra một cỗ hắc vụ. Uy lực của hắc vụ rất là lớn, những tảng đá xung quanh vừa gặp phải liền lập tức hóa thành bụi phấn. Hắc vụ do sinh vật mình rắn phun ra, Mạnh Đà Tử nhận ra ngay. Hắn vuốt khuôn mặt nhớp nhúa của mình, rồi bóp nát một cái mụn trên đó. Một cỗ mùi ung thối không thể chịu nổi từ trong đó bay ra, một thứ chất lỏng màu đen cũng từ trong cái mụn chảy xuống. Thân thể Đà Tử trong nháy mắt liền biến mất. Khi mà xuất hiện đã ở trong hắc vụ, khuôn mặt của hắn dữ tợn, mở miệng hút một cái. Lập tức toàn bộ hắc vụ này bị hắn hút vào miệng. Dần dần cái bíu ở sau lưng hắn lớn lên, tới khi toàn bộ hắc vụ bị hắn hấp thu thì cái bíu đó đã như là một tòa núi nhỏ. Hắn lảo đảo đứng tựa vào một tảng đá, ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chăm vào sinh vật mình rắn im lặng không nói. Những tia khí đen từ trong cái mụn vỡ trên mặt của hắn vừa nãy đều bị con cóc bên trên vai của hắn hút vào bụng. Lục Dục Ma Quân ngay khi cổ đế tung cổ chung, hai tay của hắn cũng đánh ra những đạo pháp quyền kỳ dị, trong miệng thì thào, ánh mắt đảo qua người của Vương Lâm. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, thân thể liền lùi lại vài bước, nhanh chóng xuất ra ngọc phù cấp nguyên anh, đồng thời há mồm phun ra một đạo tinh quang. Tinh quang lóe lên, một thanh kiếm liền xuất hiện trước mặt của hắn, mũi kiếm chỉ về phía Lục Dục Ma Quân. Lục Dục Ma Quân ánh mắt chỉ dừng lại trong chớp mắt liền di chuyển. Lần này hắn lại nhìn người thanh niên bên cạnh hắn, người này lộ ra vẻ hoảng sợ, khẩn trương nhìn sinh vật mình rắn thân thể run nhẹ nhẹ. Tay phải của Lục Dục Ma Quân điểm lên trên thân kiếm vài cái, trong miệng phát ra những âm thanh phức tạp khó hiểu. Dần dần thanh kiếm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này chính là lúc sinh vật mình rắn đâm đầu vào làn sóng không khí do cổ trùng phát ra, miệng phun hắc vụ. Thanh lợi kiếm màu đen trước người của hắn trong nháy mắt đó vung lên, nhanh chóng chém tới vị trí cách đỉnh đầu sinh vật mình rắn 7 tấc. Chỉ nghe ầm một tiếng, lợi kiếm đã chém vào đầu của cự xà. Cự xà nọ bị đau, cái đầu hất mạnh khiến cho thanh lợi kiếm màu đen lập tức bị đánh văng ra xa. Lúc này người thanh niên bên cạnh Lục Dục Ma Quân kia đột nhiên mũi miệng phụt máu, thân thể trở nên yếu ớt, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ đế vung tay phải một cái, cự chung liền lập tức xoay tròn, tiếng chuông vang vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mau, làn sóng gần xuất hiện liên tiếp, điên cuồng đánh tới sinh vật mình rắn. Cự xà nọ vừa mới đánh bay lợi kiếm màu đen, lập tức bị những làn sóng gợn của cự trùng này đánh trúng, thân thể chợt run lên, ánh mắt của nó càng thêm hung dữ, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, lớn như một tòa núi nhỏ, một đạo hư ảnh chợt lóe lên bên trong cái miệng đó. Cùng lúc này cổ đế biến sắc, cự trùng của hắn đột nhiên biến mất giữa không trung. Thần thức của Vương Lâm vẫn tập trung vào sinh vật mình rắn, hắn cẩn thận quan sát, ngay khi đó mở miệng, liền thấy trong đó lại xuất hiện một đầu rắn nữa, cái đầu rắn nhỏ hơn nhanh chóng cắn lấy cự trùng lôi về. Mạnh Đà Tử đang đứng ở một tảng đá phía xa, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chăm chăm vào sinh vật mình rắn, mím mím môi, thân thể muốn lao ra, thế nhưng khoang miệng của sinh vật mình rắn đã khép lại. Sự dị thường của Mạn Đà Tử cũng bị Vương Lâm phát hiện, tất nhiên hắn vẫn không quên để ý đến cao thủ dùng độc đó. Lúc này, Lục Dục Ma Quân không nói thêm một lời, ánh mắt lại hướng về thanh niên bên cạnh, tay phải điểm vào mi tâm của hắn. Một đạo khí màu tím đỏ từ thất khiếu của thanh niên lan ra, lại hình thành một thanh lợi kiếm bay tới trước người của Lục Dục Ma Quân. Đoan Mộc Cực hai mắt âm trầm nhìn về Uông Thanh Việt, hắn ngầm hiểu ý, thân thể lập tức nhảy xuống phóng về phía dưới. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới giữa người sinh vật mình rắn triển khai pháp bảo tấn công.
Đoan Mộc Cực không sử dụng hồ lô mà là một cây đại chùy lấp lóe ngân mang. Cây chùy này mỗi khi đánh xuống liền xuất hiện vô số lôi cầu ngưng tụ trên không cùng công kích. Trong lòng của Vương Lâm chấn động, năm người này pháp thuật đều quá mạnh, hơn xa người thường, khiến cho hắn chú ý hơn cả chính là pháp thuật của Lục Dục Ma Quân. Pháp thuật này hiển nhiên là phải có một người chịu thi thuật, người thanh niên kia chính là kẻ bất hạnh đó. Lúc này sinh vật mình rắn bị đau, gầm thét điên cuồng, thân thể xoay chuyển rất nhanh, một dòng chảy mạnh xuất hiện bên người của nó, những tảng đá xung quanh bay lên bị dòng chảy này cuốn vào. Khi dòng xoáy khổng lồ này xuất hiện, Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt từ phía dưới lao lên, sắc mặt của hai người đều âm trầm, sắc mặt cổ đế lại càng khó coi, hắn đã mất đi cảm ứng với pháp bảo. Dòng chảy này càng lúc càng lớn, lực hút của nó mạnh tới mức khiến cho mọi người không thể không nhanh chóng lùi lại. Lợi kiếm màu tím đỏ trước người của Lục Dục Ma Quân phát ra tà quang yếu dị, ánh mắt của hắn lóe lên, lợi kiếm liền lập tức lao ra. Cùng một lúc đó, thanh lợi kiếm màu đen kia cũng lóe lên, hai thanh kiếm với tốc độ cực kỳ nhanh trong nháy mắt đâm vào hai mắt của sinh vật mình rắn. Lúc mà đụng vào hai mắt của nó, lợi kiếm liền hóa thành thể khí chui vào trong tròng mắt của nó. Sinh vật mình rắn bị đau đớn phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, hai mắt lóe lên hồng quang, hai luồng khí kia một đen một tím đỏ nhanh chóng bị bức ra khỏi tròng mắt của nó. Lúc này miệng của nó lại mở ra một lần nữa, cái đầu rắn nọ lại chui ra nuốt gọn hai luồng khí. Trong nháy mắt, trong mắt của Vương Lâm thoáng hiện hàn quang, hắn vẫn chờ chính là cơ hội này, thân thể nhanh chóng bay lên. Khi mà tiến vào bên trong dòng chảy, tốc độ của hắn liền tăng lên gấp đôi, trong chớp mắt liền chui vào bên trong miệng của cự xà. Cùng lúc đó, bên người của hắn lục mang lóe sáng, hóa ra Mạn Đà Tử vẫn lạnh lùng quan sát cũng có cùng chú ý với hắn. Hắn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn người, sau đó lộ ra một nụ cười tán thưởng, trong qua nụ cười này còn đem theo vẻ tàn nhẫn. Thân thể của Mạn Đà Tử lóe lên, mục tiêu của hắn chính là con rắn bên trong miệng cự xà. Vương Lâm thấy vậy liền chuyển hướng theo cái miệng cự đại hướng xuống cột sống của nó. Ngày đó Mộ Dung Uyển đã từng nói với hắn, hễ là loại sinh vật có dạng giao long thì toàn thân quý nhất không phải là nội đan mà chính là dịch tủy. Vương Lâm sở dĩ mạo hiểm tiến vào thực ra chính là vì dịch tủy của nó. Từ khi nhìn thấy sinh vật mình rắn, hắn vẫn âm thầm quan sát. Theo lời của Lý Mộ Uyển ngày đó, dịch tủy có đủ loại hiệu quả thần kỳ, một trong số đó là nếu giao long đã sống đủ lâu thì dịch tủy có thể gia tăng tỷ lệ kết anh. Sinh vật trước mắt này tuy không biết có phải là giao long hay không, thế nhưng nhìn bề ngoài thì có thể là cùng loại, nếu lấy được dịch tủy của nó có lẽ vẫn có một chút hiệu quả. Cho nên hắn đợi khi nó há mồm lần thứ hai liền vọt tới. Kỳ thương việc Mạn Đà Tử cũng tiến vào, hắn cũng đã sớm phát hiện. Về mặt của Mạn Đà Tử khi sinh vật mình rắn này mở miệng lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy từ xa. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.